Ôi ôi, cái táo tàu cái trái nó nè, hái ăn được rồi đó cả nhà ơi. Đây nè, có mấy trái chín nè. À, đây nè, chín nè. Bây giờ Như hái ăn thử nha. Đây nè. Út Như xin chào cả nhà. Đây là cây rau găm. Trời ơi, một cái bụi rau găm nó ra cưng quá trời cưng nè, giống như để luôn vậy cho ngắm vậy thôi chứ không có ăn. Nè, đó. Cái lá rất là non nha. Một chậu vậy đó. Còn đây là cái cây thanh mai của Út Như á. Ra quá sát chừng luôn. Mà cái bông của nó đẹp quá à. Bông của nó dễ thương quá nè. Bông nó vụn xuống vậy nè đó. Còn cái này là nó đã thành trái rồi nè. Thành trái mới mốt Như phải chụp lại. Wow, bông quá trời bông, thành mai luôn. Đây nè, mấy cái bông nó rất là dễ thương. Nó giống như là cái bông lồng đèn vậy đó nha. Nè, bông nè. Wow, đây nguyên một chùm quá chừng quá đất luôn nè. Đó. Nhưng mà năm ngoái là ông Như không có được ăn. Nó lại nó cứng, nó không ăn được. Cái mấy em chim nó lại nó ăn hết trơn. Năm nay ông Như phải chắc chùm lại quá. Ôi ôi, đã quá trời đã không. Một bụi nè. Một bụi một chùm chứ không là một bụi. Quá trời cưng không. Thành mai. Còn ở ngay đây là một cái bụi bạc hà. Bạc hà của ông Như thì nó không có được tốt như ở Việt Nam. Má ông Như trồng nha. Má ông Như trồng một bụi lên quá trời nhiều luôn. Cây này là cây đào nè. Cây đào này chắc mình muốn như đem vô trong để mà Tết á, cho nó nở hoa ta, cho nó ấm nở hoa. Để ngoài mùa đông thì nó không chết, nhưng mà chắc nó không nở hoa cái dịp Tết đâu. Mình đem vô trong nhà chắc cho nó họ nở hoa lên. Mấy cái mía nè, lá cẩm Đà Lạt này thì cũng như thấy là như nó hơi bị vàng vàng, chắc là nó đã hết, không có chịu lạnh được rồi đó. Đó, nó không có chịu lạnh được nè, chắc cũng như phải đem nó vô nhà, thấy nó vàng vàng rồi. Còn đây là lá cẩm này, lá cẩm thường của mình á, còn này lá cẩm Đà Lạt. Bên đây là cái bông nút áo đã ra bông rồi nè. Ôi ôi, màu đẹp quá chừng đẹp luôn, cái màu tím tím nè. Wow, đẹp quá à. Mà không biết bây giờ mình có nên đem nó vô không ta. Thấy nó cũng được quá mà đem vô rồi có, nó có nóng quá không. Đây mình đi qua bên đây nha. Mấy cái cải, mấy cái xanh này nó bây giờ bự lắm. Nên nó rồi ôi mấy cái này nè. Quá trời quá đất nó lộn xộn tùm ngầu quá trời. Mấy cái cải này là cải thường bởi hổm Út Như nó, Út Như không có trồng mà tự mọc lên á. Này cũng ăn được luôn rồi đó. Quá sức chừng bự luôn. Trời ơi, đấy nè. Ôi ôi, cái này là thu hoạch được rồi đó nha. Cái này quá trời bự luôn rồi. Hôm nay Út Như không có thời gian để mà thu hoạch nó. Hồi ôi, cái lá của nó bự. Hồi ôi, nó bự hơn cái bàn tay của Út Như luôn. Cái này ăn là ngon lắm rồi đó. Mà có nhiều cái nó hơi bị sâu. Nó bị không phải sâu mà nó bị cái con ốc nó ăn á. Trời ơi, nó bự chà bá lửa luôn vậy nè. Quá sát chừng đã không. Cây táo tàu trái nó đã chín nè. Đó. Leo vô một chút, cái này nó hơi chật. Trời ơi, cái táo tàu cái trái nó nè. Hái ăn được rồi đó cả nhà ơi. Đây nè, có mấy trái chín nè. À, đây nè, chín nè. Bây giờ mình hái ăn thử nha. Đây nè. Wow. Đây trái bự quá trời bự mà chưa chín ha. Trái này nhỏ nè mình hái nha. Hái một trái. Hai trái. Trái này hả? Thôi để nó đi. Ở dưới đây có một trái nữa nè. Ôi ôi, cái này nó không có gì vui bằng mình tự mình thu hoạch của mình á. Thu hoạch của mình, thành quả của mình. Ấy rớt rồi. Mới nói đang nói rớt rồi. Còn mấy trái bự nè. Wow. Còn chắc khoảng chừng 10 trái nữa nha. Đáng lý là cái này là cũng hái được luôn mà thôi, cũng như để lại. Bây giờ cũng như được 5 trái nè. Đó. Bây giờ cũng như sang thử cái táo tàu này coi ngon không nha. Không có gì mà vui sướng bằng mình tự mình thu hoạch á. Có 5 trái à thì cũng không có đáng gì hết trơn á, nhưng mà mình vui lắm tại vì cái này là thành quả của mình nè. À. Xin mời cả nhà ăn trái bự nhất với Út Như nha. Nó ngọt ngay luôn. Ngon dữ vậy ta. Ngon nha.
không ngờ ngon vậy á. Đó giống như chưa ăn qua bao giờ. Ngon quá. Ngon quá. Ngon bây giờ như sẽ ăn trái nhỏ nha. Trái bự xong rồi trái nhỏ, giờ còn ba trái để dành. Để dành cho ông xã ăn thử. Trái nhỏ vẫn ngọt luôn nha cả nhà, ngọt ngay luôn. Trời ơi. Vậy là không chừng trái mà hườm hườm nãy, trái bự mà hườm hườm chắc cũng ăn được luôn đó ta. Ngon, ngon quá. Nó không có mềm mà nó còn không có giòn cứng lắm, nó ăn giống như mình ăn trái táo vậy đó, ăn trái bơm vậy đó. Trời ơi đã quá nè. Trời ơi thích không? Không có được bao nhiêu, chỉ có 5 trái thôi mà rất là vui mừng là thành quả của mình. Cái này là lần đầu tiên Út Như được ăn nha. Hồi năm ngoái Út Như mua trồng nhưng mà xong có mấy trái cái nó rụng, không còn trái nào hết trơn á. Mà năm nay nó lên lại, mà năm nay được vậy đó. Út Như có 2 cây mà nó lên được có 1 cây à. Hồi cái trái hùm hùm bự chà bá lửa đó chắc Út Như hái nó luôn không ta. Út Như tính để là để nó màu nó dày hết nè, cái mình hái nó nè. Trời ơi vậy. Mình thấy cái màu nó vậy chứ mà nó còn ngon lắm, nó không có bị mềm, nó ngọt ngay à. Ngon quá trời ngon cái táo tàu. Không ngờ ngon dữ vậy ta. Đây nè cái trái hùm hùm này không chừng cũng ăn được luôn á. Bây giờ hả Út Như hả đang ăn nghiện nó rồi. Bây giờ chắc Út Như hái. À ở sau đây nó có mấy trái hùm hùm nữa nè. À trái này cũng chín rồi chứ. Đây nè trái này nè, Út Như hái trái này đi nè. Đó trời ơi, vừa dở rồi mới thấy trái này lại hả nó chín rồi. Cũng được rồi nè. Trái này được nữa nè. Hái luôn trái này luôn đi. Bên sau đây nó cũng có trái hồng hồng nữa nè, bự nè, đó. Trái này hồng hồng bự nữa nè. Đây hồng hồng nữa nè. Đã quá à. Wow. Ôi ôi trái này nó bự. Bự chà bá lửa luôn. Đã quá. Còn mấy trái này, bây giờ như đếm nhập nè. 1, 2, 3 nè. 4, 5 nè. 6 trái nè. 7 trái nè. 7 trái với bên đây 4 trái nữa, 11 trái, còn được 11 trái. Đã quá. Thôi nè, cây này này nó không có gì chân á. Cây này nó còn lá không à, không có gì hết. Rồi, còn được 11 trái táo tàu bự không à. Được một trái bự này nữa. Ôi, hồi nãy không thấy. Đã quá, đã quá. Đã quá, đã quá. Vậy là 11 trái còn dính trên cây. Còn nãy ông Như hái 5 với những trái nó 6, vậy là 17 trái. Cái táo này được 17 trái năm nay, thích quá. Năm nay được 17 trái táo tàu. Cái cải này bây giờ ông Như không biết làm gì nữa nha. Còn đây là một cái gì ta, thùng mốt rau găm nè, quá trời quá đất luôn. Cái này thì ông Như thấy là nó ấy nè, cần cua nè, giống như để cho nó rụng xuống dày đại luôn á, năm sau nó lên. Mấy cái này cũng nhiều chứ không nhiều, phải chiếc bứng nó ra vô chậu đem vô quá. Mấy cái này là cái lá lốt á. Sao lá son đâu nó cũng nhảy ra tùm lum tá la hết. Cái này là cần ống nè. Rồi thôi cũng như đi vô làm việc nha. Buổi sáng này tranh thủ ra hái mấy cái trái táo tàu thôi. Út Như xin chân thành cảm ơn cả nhà đã xem video ủng hộ Út Như. Chúc cả nhà cuối tuần thật nhiều vui vẻ, bình an, ấm áp bên gia đình.